Bây giờ nó cứ nó quơ mày rồi. Còn mắt là blue rồi, cẩn thận. Thằng ta chỉnh cái một F4 thành nút nào đó đi. Thành cái nút Z đây. Không tao không chát này. Brand gì vậy? Từ nó hay từ khác? Từ khác rồi đúng không? Thì đánh bèo mấy rồi? Bèo bà hả? Bò 5 đi. Bò 5 lâu lắm. Thì bò 3 cũng được. Đánh hù ai vậy? Trời hù. Hù. Hết chiêu chưa? Em nó qua bên đó đó. Rồi chắc chắc rồi. Ủa xong lũi ra luôn. Có rồi mà. Rồi mất xe luôn, đẹp. Mất xe là thấy không vui thằng này. Chi vậy? Bạn ấy thiêu làm cái gì vậy? Đi xin đồ ta. Đi xin ăn phát lửa ở đâu ấy? Thấy rồi. Mấy bị lát vòng bên đi. Ra tông ở đây nó hết rồi. Chắc nó hết rồi đó. Xỉu luôn. Đá bùa. Thôi kệ cũng được. Làm cái quần què gì? Lâm. Thằng này nó hết bèo mà nó mất dạy này. Mất dạy. Mất dạy nè. Nè 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 mất dạy nè. Ra tông bỏ sừ nó nè em. Câu máu hơn nửa máu cho rồi ra tông. Phát đá. Nè 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 nè. Mất dạy nè. Rồi ra luôn, ra luôn, ra luôn. Đây. À, gần chết. Một cái lát mình để làm gì ta? Mà lát cũng chết.
đánh thường chết. Cái red cầm vòng vòng đây ta. Ê thì chưa lính vô trụ đúng thế luôn kìa. Lính nó vô trụ đúng thế quá. Bán này đã không úp gậy được sớm rồi. Quá buồn. Trời ơi. Tí đi ganh ấy, móc đường này móc lại nè. Ủa con hát bây giờ có cái CC à, có cái R hả? R lao vô lấy siêu. Con cờ hó đi xin. Nó cứ ra nó làm phiền từ hoài. Cái này giảm cho phép ghê. Ê, ê Lee Sin nó vô nó cướp luôn nè. Được rồi. Lee Sin bó à. Hó xe nó vô trong trong đó luôn. Ý, chuối quá trời chuối. Đang tới các bạn ơi, có R. Rồi chuối về một nồi luôn. Quá nhiều chuối. Nên là rồi. Chạy đây. Má chết luôn. Giết nó. Rồi hai cái acid. Vậy mà không chết rồi nó lên cục kia trâu. Biết vậy cho bảo dịch mình có brand thôi là được rồi. Cái gì nó đánh theo mình chết đó ta. Come on nó chuyện chết à. Em úp được gậy nha. Đánh toàn là gần đủ tiền không à. Chá thiệt. Ván này không farm đánh nhau không. Function overform. Đó, mình acid nhiều được rồi. Không mất tiền. Rồi, bé mít xe. Đấy hình như mít hết xe. Đúng biệt danh luôn. Tôi sẽ dành cái biệt danh bé mít xe cùng thi. Ủa cái này là cái gì vậy? Ê, Lee Sin kìa. Đây, đang tới. Rồi, quất nó. Chạy xuống, chạy lên, chết bỏ. Chạy xuống, Brand nó đập như vậy à. Ây da, cắt đi đâu vậy? Mà chết cậu mày đi. Uống Brand chưa? Đập phát. Rồi, lần này đủ gậy rồi nha, đủ gậy là farm rồi. Anh đây xem lại mạng đi lag lắm hả? Chịu. Cái máy đâu ta? Cái máy đi top ạ. Rồi, về lấy gậy cái. Xin à. Metal
Đậu phát. Chết tôi luôn trời ơi. Tâm á. Hết chiêu rồi. Chuối. Ôi da. Lẹ. Ừ, 150. Cái R nó thốn quá. Cái ván này đánh nhau không luôn á, không được farm. Ra đâu. Rồi sống rồi. Né. Rồi không né được là chết. Tả nó thôi. Tả. Bóp mình ổn không? Ngon. Ê lẹ 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 xe. Rồi thiệt chứ anh được con xe này là win nè. Sống này. Ê, bãi rừng bây giờ nó ra lâu hơn đúng không? Nó có ra lâu hơn không? Sao lâu ra dữ vậy? Đáng lý giờ này phải ra chứ. Ngày cho ăn hết rồi em ăn gì? Được sớm là sống biết luôn. Vậy nó cũng đá được mình đó trời. Vậy mà nó cũng đá được anh đó kìa. Đợi phát. Vậy nó cũng đá được tôi nữa. Sao sẹo luôn. Chạy đi. Thôi bỏ đi. Ừ, nè nó kết rồi được, đẹp. Cũng chết, một đứa. Rồi em đi đường em farm tới 67 con mà em kêu em không farm được nữa, anh cũng quỳ á. Ê cái bãi chim bính dị bây giờ nó ra lâu vậy? Bãi nào cũng ra lâu. Bây giờ nó tăng thời gian ra rồi à? Mày mấy bốn rồi. Ngoài bàn. Cờ hó này hơi nhiều rồi đấy. Cờ hó này hơi nhiều rồi đấy. Ê cũng á. Nó chăm sóc anh ghê thiệt chứ. Đi xin mấy rồi. Rồi xin quèo luôn. Rồi lên hụt luôn. What the fuck. Okay. Xong R trước đi. Hay lên có W không nữa. Hay lên R trước là đẹp rồi. Tôi còn hiểu. Rồi ta lên đây đi. À mới cái trụ đầu với nó luôn. Ê
Thứ giả kìa. Hát hay dây anh đi. Brand này cũng là đồ thủ VL. Cướp hết rừng nó đi. Cướp bầy sói đi kìa. Con rồng à. Em về nó mất kỳ sớm. Nó rồng kệ nó. Cướp bầy sói, cướp bầy cóc nó đi. Đi xin. Top nè. Ôi cái đạn. Nguy hiểm VL. Có anh đây rồi. Không bàn xuống. Nó xuống đây hoài hả? Em mở lên kìa. Có gì vậy? Vô chết rồi. What the fuck? Cái gì mới chui vô trong đó à? Nghĩ bạn. Nghĩ bạn bỏ bạn. Bỏ cho bạn. Nguy hiểm vừa thôi. Double kill. Anh sát tôi cho lắm vào. Ông Phạm cũng như cục cức. Ôi về. Ở đây, ở đây. Ui, nó đã. Ở đây nào, ở đây. Dí, 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 dí. Nó đã. Vậy lâu rồi không đánh mà đánh nhau nhiều quá. Ê cứ đi lại, cứ đi, cứ đi, cứ đi. Cứ đi. Cái tần suất đánh nhau nhiều như thế này thì các bạn cầm con gì mà farm cho kịp. Ôi về hết bên nào rồi. Dễ gì nó để yên cho mình farm. Shut down. Nhưng sao đủ trang bị là được rồi, 19 phút. Tính là gần 3 phút. Nó sẽ nén hết rồi. Chấp nhận chủ bắn luôn kìa. Đạp hát. Cái đạp. Ý là cho em mới đang kiếm rồi. Vô 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 chứ. Mày cho em chơi á. Chừng nha, đi xa ra. À thiệt chứ, nó lên được cái hậu thể cho thằng kia. Mày ném quy áo chết cay thiệt. Cái VL đó. Để xin kìa. Em ra cho này trước. Sao R với thằng bờ thằng, thằng ấy trước đi, Brand trước đi. Để anh ta la ra mít được mà. Quỷ hồ thể luôn. Em một tí ra mít á. Giờ sao? Kìa nè 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 Brand đó. Chuối. Em một ti ra mấy thì cũng cho đâu có dẹp được mấy con rip nhỏ đâu. Em chỉ ăn được khoảng 2 tới 3 con rồi. Tam hợp nha. Tam thì tam, à, tam hợp thì nhiêu đam. Đó, 3 con đó. Nhiêu, 3, 4 con. Được nhiêu lắm. 5 con. Dominating.
Game này đánh nhau quá nhiều. Má đánh vô tội vạ luôn. Em tính làm best nữa không? Rồi, khỏe rồi. Thằng quần ly mày bơi ra đây. Cờ hó này nó làm phiền từ nãy giờ. Để tao rest, để tao rest. Sức mạnh là đủ. Đi tấn vào mà rồi. Bay tao hiu, tao hiu, tao hiu. Mà rồi. Mà rồi chào. Được, bỏ. Tìm nó đằng sau mà, bắt nó được đó. Nó phải lát rồi. Nhìn là biết tìm nó đằng sau rồi em. Phần lát, đâu phần lát. Rồi, xuống kiếm tư, tìm. Rồi, làm cái reline nó là mát đẹp rồi. Tôi xuống bot chơi với em nè. Đi xin xuống nha, đi xin bot. Brain xuống luôn kìa. Mồi về con đây. Bà ra mốt, bà lá rồi đó. Tìm mới hồi. Anh cầu, lá lắm rồi đó. Xong. Win rồi. Chú qua coi thê coi châu. Cái gì? Con thằng Thi đang ở alo nào chú qua. Mày giống mày kêu đi. Cái alo nói cho alo nào. Không có. Gọi nó. Alo lên trang. Tống cãi cho một.
Tuấn cãi. Tuấn chấm cãi. Đó vậy. Có tà lè nè. Chờ đi. Không có gì tao la luôn. Có gì để tao la chạy. Thôi để la cho win luôn đi. Làm gì nữa. Kéo lại con tưng lên. Kéo lại thêm lần nữa kìa. Đi nha bây giờ. Có mẹ rồi. Cháu à. Gần đây cháu à. Đất được hai tài không? Xong rồi. Không nha. Bạn kia xong chưa? Xong chưa? Giờ tới tích mục chính à. Rồi sao? Đất nữa đi đâu là anh. Đợi ngày thi.